Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Trong video ngày nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn được chiếc điều hòa Ekun. Chiếc điều hòa này thì mình chuẩn bị đem đi lắp cho khách, nhưng mà lý do là vừa nãy trời có mưa cho nên là mình không thể lắp được, nên mình có chở qua về nhà, chở từ cửa hàng về nhà. Đấy là mình tiện thì mình quay cho các bạn xem về chiếc điều hòa Ekun này. Trong video này nay thì mình nói chung là mình sẽ chia sẻ tất tần tật tuôn tuột tất cả mọi thông tin liên quan đến chiếc điều hòa Ekun. Còn cái dòng inverter này, đây là cái chiếc điều hòa này mình lấy làm mẫu thôi, làm mẫu demo để cho các bạn tham khảo, các bạn dễ hình dung rồi. Còn cái này thì mình không thể bóc ra được, máy của khách tuyệt đối không được bóc, không được kiểm tra trước. Đấy là tôn trọng khách hàng. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ quay và giới thiệu tất cả mọi thông số, thông tin liên quan đến chiếc điều hòa Ekun, gồm có những loại máy nào, 9.000, 12.000, vân vân, và các ký hiệu ở trên máy. Và nói chung là các bạn xem video này thì sẽ biết được toàn bộ thông tin liên quan đến chiếc điều hòa Ekun. Không cần biết là 9 hay 12.000, tất cả thông tin của chiếc điều hòa Ekun các bạn sẽ nắm rõ ở trong video ngày hôm nay. Rồi các bạn sẽ nhìn qua một lượt xung quanh. Rồi, đầu tiên là phải nói đến xuất xứ của chiếc điều hòa này từ đâu ra. Chiếc điều hòa này được sản xuất tại Thái Lan, có gọi là Made in Thái Lan đấy, và được tập đoàn Sơn Hà nhập khẩu vào Việt Nam phân phối. Các anh nghe rõ, tập đoàn Sơn Hà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, và điều hòa này được sản xuất tại Thái Lan nhỉ. Và như nhà sản xuất có đề chia sẻ thông tin, đó là chiếc điều hòa này có thể chạy ở nhiệt độ âm 20 độ vẫn hoạt động được bình thường, và nhiệt độ nóng là tới 60 độ vẫn hoạt động bình thường, không giống như dòng Panasonic. Khi mà Panasonic khi nhiệt độ ngoài trời lên tầm khoảng 42-45 độ là cục nóng của Panasonic nó đình công hết à, nó ngừng, nó không chạy nữa. Nên là nhiều nhà gọi thợ đến, nhưng mà thực tế gọi đến cũng chẳng làm giải quyết được vấn đề gì, vì nó nóng quá, nó giải nhiệt không kịp được, cho nên là nó ngừng chạy. Đấy là Bana. Còn dòng này thì nhà sản xuất có nói là tới 60 độ, nhiệt độ ngoài trời đến 60 độ nó vẫn chạy được bình thường. Nói chung là mình cũng chưa thử, tại vì nhiệt độ của Việt Nam thì nó rơi từ khoảng, ngoài trời nó rơi từ khoảng 45 độ là cùng thôi, mình chưa gặp trường hợp nào mà nhiệt độ lên đến 60 độ cả, chắc ra sa mạc thôi. Đấy, cho nên là điều hòa này mình nghĩ là chắc là cũng có thể chạy được ấy, nói chung độ bền của nó cũng khá là cao đấy. Rồi về chiếc điều hòa này thì nhà sản xuất có nói là có công nghệ lọc bụi mịn 2.5, có nghĩa là nó sẽ lọc được những hạt bụi nhỏ li ti đến mức 2.5 micro, nên nó khá cực kỳ nhỏ, nên lọc bụi mịn cho không khí trong phòng sẽ là khá là thông thoáng. Và tiếp theo là chế độ đảo gió 4 chiều. 4 chiều là gì? Là đảo gió theo chiều, các bạn nhìn tay mình, đảo gió theo chiều nó là lên xuống này, lên xuống là lên xuống và trái phải. Đấy, đó lên xuống và trái phải được gọi là 4 chiều, còn đảo gió 2 chiều là chỉ có lên xuống thôi. Đấy, và đảo gió 4 chiều là có lên xuống này và có trái có phải. Đấy, nó cứ thế tự nó chạy đảo qua đảo lại và hất lên hất xuống, nó chia đều cái hơi lạnh vào xung quanh phòng. Đấy, công nghệ này mình thấy khá là hay. Rồi, công nghệ của Ekun thì có dòng điều hòa inverter công nghệ tiết kiệm điện cũng khá là hay, tiết kiệm 30-50% so với dùng điều hòa cơ thông thường. Đấy, điều hòa này thì nói chung là tích hợp, mình thấy khá nhiều công nghệ. Kết hợp thêm một cái nữa là mình thấy là một điểm cộng nữa, đó là mình cũng khá là thích nó có cái chế độ điều khiển thông minh, có nghĩa là mình khi mà mình không muốn sử dụng điều khiển, hoặc là mình muốn đi ra ngoài hoặc đi đâu đấy mà mình muốn kết nối bật tắt điều hòa, hoặc là đi ra ngoài mà vô tình mình có quên chưa tắt điều hòa, thì mình có cái ứng dụng của nó là điều khiển thông minh qua smartphone ấy, qua wifi ấy. Đấy thì cũng khá là hay. Thấy công nghệ của Ekun tích hợp cũng nói chung là mình thấy là duyệt, cũng khá là thích lắp loại này vì nó nhiều tính năng hay ấy. Và khi đi lắp thì tư vấn cho khách hàng ấy, thì họ nghe họ khá là thích vì là nó khá nhiều tính năng, mà chi phí giá thành thì nó cũng ở mức vừa phải thôi.
Thêm vào nữa là chiếc điều hòa này có thêm cả công nghệ là làm lạnh nhanh và làm nóng nhanh. Làm lạnh nhanh hình như nó là powerful, nó là làm chạy hết công suất trong vòng có 30 giây rồi là đã có cái hơi lạnh thổi ra ngay lập tức rồi, hình như nó là 16 độ rồi cả, cũng trong và làm nóng trong vòng 1 phút, có là sau khi mình bật điều hòa khoảng 1 phút là bắt đầu có hơi hơi ấm thổi ra. Có nghĩa là đấy là chiếc điều hòa 2 chiều ấy, cái chế độ làm lạnh và làm nóng nó cực kỳ nhanh. Và dạo này thì mình thấy là nó chạy thì cũng cực kỳ êm vu luôn, như kiểu bana luôn, khéo mình thấy nó còn êm hơn ấy. Công nhận là nó cực kỳ êm luôn. Và có thêm cả công nghệ tự làm sạch iClean, giống như chiếc điều hòa Panasonic. Panasonic thì cũng có công nghệ làm sạch iClean. Dòng này thì cũng có tích hợp theo công nghệ tự làm sạch dàn. Quá trình làm sạch dàn thì nó làm ngưng đóng đá ở dàn lạnh và sau đó thì nó tỏa ra một nhiệt nóng để làm tan tan chảy cái lớp băng nó ra và nó chảy đi, nó chảy xuống cái máng nước và nó trôi ra ngoài. Đấy để nó diệt sạch những vi khuẩn và tự động kiểu như là tự vệ sinh làm sạch dàn ấy. Đấy mình thấy là khá khá là hay. Tiếp theo đó là dàn lạnh và dàn nóng được mạ vàng. Mình nghe nó mạ vàng mình cứ nghĩ tưởng là nó mạ nhiều vàng ấy. Thực tế nó chỉ mạ gọi là tráng mạ vàng để tăng cái độ bền và giảm cái sự ảnh hưởng của môi trường tác động đến điều hòa thôi. Đây là một điểm cộng nữa, tại vì là Ekun mình thấy họ làm như vậy là để tăng cái độ bền và tăng cái tuổi thọ cho điều hòa và đồng thời cũng tăng thêm cái sức thu hút gọi là một phần trang trí cho điều hòa thêm bắt mắt. Rồi tiếp theo thì mình đến vào phần chính là cái phần thực tế các bạn đang nhìn thấy trên màn hình này, đó là những cái ký hiệu ở trên điều hòa. Còn vừa đấy là mình giới thiệu thông qua về một số cái thông số đặc điểm của điều hòa. Còn bây giờ là mình sẽ đi phân tích chi tiết các ký hiệu trên điều hòa. Cục nóng và cục lạnh thì nó ghi giống nhau nha. Cùng một loại inverter thì nóng lạnh ghi như nhau, các ký hiệu ghi giống nhau. Và điều hòa này thì đặc điểm của nó thì model của nó thì cũng không được nhiều lắm, nhưng mà tích hợp nhiều công nghệ và hơn nữa là máy của nó ký hiệu thì rất dễ nhận biết. Đấy, các bạn có thể xem qua một lượt, các bạn có thể nhớ luôn, khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ chỉ chi tiết từng ký hiệu một nha. Rồi, về dòng điều hòa Ekun thì tất cả các loại điều hòa Ekun đều có chung một ký hiệu đầu tiên, đó là ký hiệu LC. Tất cả các điều hòa Ekun nha, đều có chung một ký hiệu là LC, là ba ký tự đầu tiên. Rồi, tiếp theo có những ký tự tiếp theo các bạn thấy dần dần thì các bạn sẽ hiểu hết. Rồi, ở đây có ghi là 1 là 09F là ký hiệu đó có nghĩa là máy điều hòa một chiều chế độ làm lạnh là máy máy Ekun này, một chiều này, 09 là máy 9000 này. FL là ký hiệu của inverter. FL là inverter này. Rồi, còn tất cả các con điều hòa khác chứ thì nó cũng sẽ đều ghi là như thế này. Nhưng mà chỗ này nó sẽ đổi thành từ 1 hoặc 2, nếu nó ghi là số 2. Ở đây nó ghi là số 2 nhá thì sẽ là 2 chiều. Còn nếu nó ghi là số 1 thì có nghĩa là điều hòa 1 chiều. Ghi số 909 này là điều hòa 9000. Ghi số 12 là điều hòa 12.000, 18 sẽ là 18.000 và ghi số 24 ở đây sẽ là điều hòa 24.000. FL có nghĩa là điều hòa inverter. Còn ST, ST là máy cơ nhá, bỏ cho đi. Thay về đây chữ ST nó sẽ là máy cơ. Và thêm vào đây, ở đây đổi lại thành số 2 thôi. Số 2 này. 09ST có nghĩa là máy cơ 2 chiều không có inverter. Đấy. Tiếp theo, nếu các bạn muốn sử dụng một chiếc điều hòa Ekun có chế độ điều khiển bằng Wi-Fi
thì nó sẽ có ký hiệu như sau. Đầu tiên cũng đều là ELC, là ký hiệu chung của điều hòa Ecool. Tiếp theo, dòng này thì chỉ có máy một chiều thôi nhá. Nó đều đầu tiên là ELC này. Tiếp theo nó sẽ ghi là số 1 ở đây này. Rồi đến là 09, một là 09, 12, 18 hoặc là 24, vân vân. 24 là hết cỡ rồi. À, điều khiển bằng Wi-Fi thì nó sẽ có ký hiệu là WF, ký hiệu viết tắt của từ Wi-Fi nhá. Các bạn viết chữ Wi-Fi nhá, Wi-Fi là WF này. WFIFI thì ở đây nó cũng ghi là WF và F thôi, viết tắt hai ký tự đầu tiên của chữ Wi-Fi đó là WF thôi. Là thì đó là ký hiệu của điều hòa dùng điều khiển bằng Wi-Fi. Các bạn nhớ rõ không nhỉ? ELC là model chung của điều hòa Ecool này. 1 là 1 chiều, ghi số 2 đây sẽ là 2 chiều này. 09 là máy 9000, 12 sẽ là 12000, ghi số 18 ở đây sẽ là 18000, và ghi số 24 ở đây sẽ là 24000. Ở đây ghi ST sẽ là điều hòa cơ. Ghi WF là điều hòa sử dụng công nghệ điều khiển bằng Wi-Fi qua điện thoại đây. Ký hiệu F là có nghĩa là điều hòa inverter. Rồi, đó là tất cả những model và về điều hòa Ecool. Nó khá là đơn giản, khá là ít và cũng khá là đơn giản thôi. Mình nói chung là mình học thuộc luôn rồi. Đấy, các bạn nghe qua thì có thể thuộc luôn. Mình tổng hợp lại một lần nữa, đó là ELC là ký hiệu chung của điều hòa Ecool. Ghi số 1 ở đây có nghĩa là điều hòa 1 chiều, với ghi số 2 có nghĩa là điều hòa 2 chiều. 09 là máy 9000, mà ghi số 12 có nghĩa là máy 12000, ghi số 18 có nghĩa là máy 18000, và ghi số 24 có nghĩa là máy 24000. Rồi, ST có nghĩa là máy cơ. WF là máy điều khiển bằng Wi-Fi, công nghệ Smart Wi-Fi đấy, điều khiển qua điện thoại đấy. FL là máy inverter. Đấy, và còn cái gì nhỉ? FL là inverter đó. Đấy, là nó nói chung là nó khá đơn giản thôi. Và đặc điểm của hàng máy này là nó chỉ sử dụng ga 410A thôi nhá. Nó không sử dụng ga 22. Và ga 32 thì như là nó chưa ra. Đấy, nó chỉ sử dụng ga 410A thôi. Dòng ga 410A thì sử dụng cũng khá là ok. Rồi, và bây giờ giả sử các bạn mua được một chiếc điều hòa như thế này, hiện tại như thế này, và các bạn không biết nó là chiếc điều hòa như thế nào, mà chỉ gọi thợ là anh ơi lắp cho tôi một chiếc điều hòa tầm này tiền đi, đúng không? Và họ trả đến cho bạn một chiếc điều hòa như thế này. Các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ đọc được ngay cho mình. Chắc là điều hòa ELC, là điều hòa Ecool này. Ecool là viết tắt của Ecool đấy. Người ta viết tắt một chiều này. Một là một chiều này. 09 có là máy 9000 này. FL là máy inverter này. Đây, ở đây nó có ghi luôn là công suất là 9000 BTU này. Sử dụng ga 410A và trọng lượng của nó là 8 cân. Đấy, và điện áp này, kích thước đóng gói và nơi sản xuất của là bên Thái Lan. Đấy, bên nhập khẩu phân phối gọi là tập đoàn Sơn Hà nhập khẩu ở Việt Nam. Đấy, nó khá là đơn giản và mẫu mã nói chung là cái máy bên trong mình nhìn nó cực kỳ là đẹp luôn, nhìn mắt thôi rồi luôn. Mình nhìn mê luôn, khá là thích luôn. Đấy. Và giá của máy này thì mình sẽ chia sẻ các bạn luôn nhá. Nhìn chung thì giá của loại này thì nó cũng khá là nhiều model đấy. Nên là mình cũng chưa thuộc hết thực giá, như là mình cũng chỉ nhớ sơ một số máy mà mình hay lắp đấy. Đối với máy điều hòa cái con này mình đang lắp này, là giá của nó là như là 7 triệu. Giá là 7 triệu cả bao lắp đặt này. Còn máy cơ của nó một chiều không inverter, máy cơ của nó là có 4 triệu mấy, gần 5 triệu. Đấy. Nói chung là máy này cũng khá là rẻ. Đây là điều gọi là điều hòa trong phân khúc giá rẻ nhá. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể lắp được và nhìn cái mặt lạnh cùng nóng của nó là cực kỳ đẹp luôn. Không tin các bạn có thể lên mạng các bạn tra cái mặt lạnh hoặc cục nóng của cái điều hòa Ecool ấy, nhìn cực kỳ đẹp luôn, và cái điều khiển của nó nhìn khá là bắt mắt luôn. Đấy, mình tuy là nó dùng ga 410A đấy, nhưng mà đổi lại thì mình thấy tất cả những cái đặc điểm khác của nó là mình đều ưng và đều thích. Nhất là cái giao diện, cái thiết kế của nó về mặt lạnh, về cục nóng, về chức điều khiển của nó cũng được. Cũng thế, nhìn khá là thích và mình cũng khá là ưng chiếc điều hòa này. Rồi, các bạn muốn báo giá lắp đặt hoặc là muốn mua máy hoặc là liên hệ lắp đặt ấy, thì có thể liên hệ với mình, hoặc là để
Để phần bình luận ở dưới phần bình luận nhá, thì mình sẽ trả lời tất cả các bình luận thắc mắc liên quan đến điều hòa Ekun cho các bạn nhá. Cảm ơn các bạn xem video.